Và ở đây thì mình đang thiết lập cái mức báo động là 37.4 này, nghĩa là khi nó vượt qua 37.4 thì nó sẽ báo lên hả. Đây. Đây, và ở đây thì mình có một cái cốc nước nóng nha mọi người. Tay mình thì đã cầm cái cốc này nãy giờ ha. Đây, và cái tay mình cũng đã nóng theo nha mọi người. À, mình tiến hành coi ha. The temperature is high. 38.5 thì nó sẽ báo đèn đỏ lên nha mọi người. The temperature is high. Điều này thì sẽ giúp cho nhân viên y tế hoặc là những cái nhân viên ở ngoài sẽ phát hiện kịp thời và xử lý nha mọi người. The temperature is high. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Hàng Hóa Thái Thắng. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người thêm dòng sản phẩm máy đo nhiệt độ từ xa và xịt khuẩn hoàn toàn tự động nha mọi người. Và mã sản phẩm ngày hôm nay là K9 Pro Duo. Và đây là cái phiên bản nâng cấp từ dòng K9 và K9 Pro trước đây ha. Thì tất cả dòng sản phẩm này dùng để đo và xác định thân nhiệt của người từ khoảng cách xa, và kèm theo đó là tính năng xịt khuẩn nha mọi người. Thì tất cả các quá trình từ đo cho đến xịt khuẩn thì đều diễn ra hoàn toàn tự động ha, cho nên nó sẽ đảm bảo được cái an toàn và tiêu chuẩn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nha mọi người, cũng như là tiết kiệm được công sức, thời gian và hoàn toàn không tốn nhân lực nha mọi người. Và đặc biệt thì cái kết quả đo vô cùng chính xác luôn ha. Đây, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành review chi tiết dòng sản phẩm này. Nó sẽ có cái bình đựng dung dịch với dung tích là 1200ml nha mọi người. Và ở đây thì nó sẽ hỗ trợ đa ngôn ngữ với 15 loại ngôn ngữ ha. Và nó sẽ trang bị những cái cảm biến phát hiện chuyển động nha mọi người. Đây, và nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn ROHS. Đây, tiêu chuẩn của Bộ Y tế ha. Đây, và ở mặt sau thì mình sẽ có những cái thông số kỹ thuật nha mọi người. Mã sản phẩm là K9 Pro Duo. Ở đây thì mình sẽ có kích thước sản phẩm là 121.7 131.5 nhân 301mm nha mọi người. Và nó sẽ sử dụng chất liệu là nhựa ABS cộng với HDPE nha mọi người. Cái nhựa này thì nó sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe ha. Và đồng thời thì nó cũng đảm bảo được cái độ bền cho cái sản phẩm nha mọi người. Đây, và sử dụng nguồn là DC 5V 20A nha mọi người. Và công suất là 3W ha. Và cái cảm biến phát hiện chuyển động với cái khoảng cách là 3-10cm nha mọi người. Và ở đây thì mình sẽ có bình đựng dung dịch là 1200ml, tương đương với 1.2L ha. Đây, ở đây thì mình sẽ có cái nhiệt độ hoạt động là từ 10-40°C nha mọi người, và độ ẩm là bé hơn bằng 85% ha. Đây, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp dòng sản phẩm K9 Pro Duo này ra luôn. Đây. Về phụ kiện thì ở đây thì đây những phụ kiện như này mọi người. Thì nó sẽ tương tự như những cái phụ kiện của dòng K9 Pro Bluetooth trước đây mọi người. Ở đây thì mình sẽ có một cái cáp nguồn ha. Đây. Thì nguồn thì mình sẽ tận dụng những cái nguồn, cái cốc sạc của điện thoại nha mọi người, hoặc là cốc sạc dự phòng ha. Ở đây thì nếu như mọi người có nhu cầu thì mình sẽ mua riêng những cái cốc sạc như này mọi người, hãng không có kèm theo ha. Đây. Nó sẽ sử dụng cái nguồn là cổng Type C rất là tiện lợi mọi người, và bây giờ rất là thông dụng ha. Đây. Và đầu là đầu USB ha. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái phễu nha mọi người. Cái phễu này là để mình dùng để châm cái dung dịch khử khuẩn vào cái máy nha mọi người. Ở đây thì khi mọi người lưu ý là khi mình châm cái dung dịch vào thì mình sẽ châm từ từ, tránh để cho cái dung dịch nó tràn vào cái men trên cái mặt ở bên trong người, thì bên mình không có bảo hành ha. Đây. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái khay ren để mình gắn cố định vào cái chân đế nha mọi người. Mình gắn vào cái chân đế ha. Cái chân tripod nha mọi người. Thì mình giúp cho mình có thể đặt ở những cái vị trí mà mình mong muốn ha. Đây là cái chân tripod mọi người. Và hiện tại thì hãng cũng không kèm theo cái chân này thì mọi người có nhu cầu thì cũng tự trang bị luôn ha. Và bên mình có bán nha mọi người. Đây, mua riêng ha. Đây, còn nếu mình không thích đặt ở trên cái chân đế thì mình có thể khoan hoặc là gắn vào cố định trên vách tường nha mọi người, thông qua cái bộ ốc vít đây. Và ở đây là cái khay để mình đựng cái dung dịch thừa. Đây mọi người. Và ngoài đặt cố định trên chân đế hoặc là cố định trên vách tường á, thì mình có thể đặt trên bàn hoặc là trên ghế mọi người. Đây. Cái khay đặt dung dịch thừa mình sẽ gắn ở dưới cái đế này ha. Đây. Đây. Còn sản phẩm thì mình sẽ gắn vào cái gài vào cái ngàm này mọi người. Đây. Và đây là khi mình đặt cố định trên bàn ha. Mọi người. Và đây là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay mọi người, K9 Pro Duo. Thì nó sẽ khác với dòng K9 Pro Bluetooth trước đây, thì nó sẽ trang bị thêm một cái cảm biến dùng để đo trán mọi người. Đây, ngoài đo trán thì dưới đây còn có đo tay ha. Đây, cảm biến đo tay. Thì dưới đây thì sẽ có hai cái đèn UV khử khuẩn mọi người, và cái vòi xịt khử khuẩn ha. Và cái cảm biến phát hiện chuyển động. Đây, tương tự thì đo trán cũng vậy mọi người. Nó sẽ có cảm biến phát hiện chuyển động. Và cái
cái cảm biến nhiệt độ ha. Đây, ở phía sau thì mình sẽ có hệ thống loa các bạn ơi, loa cảnh báo ha. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái ren để mình gắn trực tiếp với chân tripod mọi người. Đây, còn về cái khay ren rồi thì mình sẽ gắn ở phía sau này, phía sau của cái phần khay này ha, để mình có thể gắn cái chân tripod vào. Đây, mình sẽ gắn trên đây ha. Đây mọi người, rất là tiện lợi. Còn về dung dịch thì mình sẽ châm vào, mình sẽ mở cái nắp này ra mọi người. Mình sẽ mở nắp này ra ha, và mình sẽ sử dụng cái phễu hay còn là cái quặng ha. Và mình sẽ cho vào đây và mình châm từ từ mọi người. Ở bên cạnh thì mình sẽ có thêm một cái mực dung dịch ha. Đây, khi mà mình châm vào thì mình sẽ chừa khoảng một lóng tay trên đây mọi người để tránh cái nó tràn ra cái men mặt bên trong ha. Còn cái máy này thì nó sẽ sử dụng hai cái nguồn mọi người, một là nguồn 5V ha, thông qua cái dây sạc này, thông qua cái cốc sạc ha. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Hoặc là thứ hai là mình có thể sử dụng cái pin 2A mọi người. Đây. Pin mình sẽ gắn bằng cách là ở đây thì nó sẽ có ba cái ngàm ha. Nếu mà mình không có dùng tay á, mình không có dùng tay là được thì mình có thể nhanh chóng hơn là mình có thể sử dụng cái vít, cái tu vít dẹp nha mọi người. Mình sẽ cho vào cái rãnh đây. Và mình sẽ xoay nhẹ. Đây, cái nhẹ rồi ha. Và tương tự thì bên đây cũng có một cái nhẹ. Đây, đây, đây là cái cây pin ha. Cây pin bên trong nó sẽ sử dụng nguồn là pin 4 pin 2A mọi người. Đây, 1, 2, 3, 4 ha. Nhưng mà mình khuyên mọi người thì nên sử dụng cái nguồn trực tiếp nha mọi người. Tại vì dùng pin thì nó rất là nhanh hết pin ha. Đây, đây mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt ha. Mình sẽ cắm cái nguồn vào. Ở trên đây thì nút nguồn đồng thời là cái nút vào cái menu mọi người. Đây, mình sẽ nhấn vào. Đây, đây là độ C, chọn độ C và độ F mọi người. Mình nhấn nút ở dưới để mình chuyển sang độ F ha. Đây, đây mọi người. Và mình tiếp tục nhấn vào cái nút menu trên. Thì ở đây là chọn chế độ đo body, là đo cơ thể của mình mọi người. Đây, và tiếp tục nhấn vào cái nút menu ở trên ha. Đây, và 37.8 nghĩa là mình sẽ thiết lập cái mức độ báo động nha mọi người, nghĩa là khi mà nó vượt qua cái mức 37.8 này thì cái máy này nó sẽ phát ra cái tín hiệu cảnh báo, là báo bằng đèn nha mọi người, báo bằng đèn đỏ ha. Mình chuyển đổi thì mình sẽ nhấn vào cái nút ở dưới nha mọi người. Đây, ở đây thì cao nhất là 39 và thấp nhất là 37.3 ha. Mình đặt là 37.4 nha mọi người. Đây, chuyển qua cái menu tiếp theo. Ở đây là mình sẽ có cái mức âm lượng của cái sản phẩm nha mọi người. Mình sẽ chuyển sang đây, 0, 1, 2, 3, 4 nha mọi người. Đây, và đây là ngôn ngữ ha, nó sẽ hỗ trợ cho mình 15 loại ngôn ngữ nha mọi người. Đây là mình đang để tiếng Anh ha. Mình sẽ chuyển thì mình sẽ nhấn vào cái nút ở dưới. Español. Đây. Nihongo. Đây, Nhật. Portuguese, Italiano. Hangogo, Deutsch, Trans, Ruski, Alarabietu, Hasa, Thai, Hindi, Junjit, Khmer, Polski. Rất là nhiều nha mọi người, tắt ngôn ngữ luôn ha. Trung Văn, English. Đây, đó, ngôn ngữ là tiếng Anh nè. Mình sẽ nhấn vào nút tiếp theo để mình chọn cái dung lượng của cái dung dịch nó khi mà nó xịt ra mọi người. Ở đây thì 0.5 là mức vừa phải rồi ha. Đây, nghĩa là cái mức dung dịch nó khi nó xịt ra mọi người. Ở đây thì mình có thể chọn nhiều hoặc là ít tùy theo cái nhu cầu của mình. Đây, khi mà mình chọn tất cả cái menu á, đây thì mình sẽ nhấn thêm một lần nữa. Mình sẽ nhấn thêm một lần nữa mọi người cho nó về 0.0 và mình sẽ tiến hành đo ha. Ở đây thì mình sẽ tiến đo tráng thử ha. The temperature is normal. 36.3 mọi người. The temperature is normal. Tay mình hơi lạnh nha mọi người. The temperature is normal. Và đo tráng. The temperature is normal. Nói chung thì cài đặt rất là đơn giản rồi. Ở đây thì mình chỉ cần việc lưu ý một điều duy nhất, đó là khi mình châm dung dịch vào á thì mình sẽ tránh cho nước nó tràn vào những khe rãnh này nha mọi người, thì nó sẽ tràn vào, nó sẽ thấm vào những cái men bên trong ha, cái cảm biến nó sẽ ảnh hưởng đến cảm biến, thì bên mình không có bảo hành nha mọi người. Mọi người lưu ý cái điều này ha. Đây, và bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn mọi người lắp cái chân tripod vào cái ổ khay này nha mọi người. Đây. Đây rồi, ở đây thì mình có một cái chân tripod ha, chân này thì mọi người mua rồi ha, không có kèm theo sản phẩm nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ bung những ba cái chân ở phía dưới ra mọi người. Đây, và sau đó thì mình sẽ nới cái khóa này ra và mình sẽ đè vào cái phần đầu ha cho nó bung cái ba cái chân này ra mọi người. Cái chân này bung càng rộng thì cái nó đứng càng vững nha mọi người.
Đây, sau đó thì mình sẽ ship lại. Và tương tự ở trên đây mình cũng mở cái khóa ra ha, để mình có thể dàn điều chỉnh được cái chiều cao cho nó phù hợp nha mọi người. Sau đó mình sẽ khóa lại. Đây, tiếp tục mở ra ha. Đây, mở khóa lại. Trên đây thì có đầu chụp bảo vệ rồi. Mình sẽ lấy nó ra luôn ha. Thì phụ kiện ở đây thì có một cái khay ren rồi, mình sẽ gài ở phần sau của cái phần khay này ha. Ở đây thì mình có hai cách đứng gắn vào chân tripod mọi người. Nếu mình không có thể không có sử dụng cái khay này thì mình có thể gắn trực tiếp ở trên cái phần thân máy luôn nha mọi người. Đây, ở trên đây nó cũng có cái ren ha. Mình sẽ xoay nó vào. Mọi người, đây rất là đơn giản ha. Đây. Đây, còn không gắn trực tiếp thì mình sẽ gắn thông qua cái bộ khay này mọi người. Đây mình sẽ gài vào. Ở đây có hai móc ha. Mình sẽ gài ở phía sau. Đẩy lên. Đây nghe tiếng tắt là được nha mọi người. Và mình cũng xoay cái chân keyboard vào nha mọi người. Đây. Xoay vào. Đây, rất là đơn giản. Bây giờ thì mình chỉ cần gài cái máy lên thôi mọi người. Đây, ở phía sau cái máy này thì nó cũng có một cái ngàm á. Cái rãnh như mình gài vào thôi. Đây. Và ở đây thì mình sẽ có thêm một cái khay để đựng cái dung dịch thừa khi nó xịt ra mọi người. Đây mình sẽ gài vào thôi. Đây. Đi mọi người, mình sẽ tiến hành đo ha. Đây. The temperature is normal. The temperature is normal. Cũng ra mọi người. The temperature is normal. Nó sẽ kèm theo hai cái đèn UV. The temperature is normal. Đây. The temperature is normal. Đây thì mọi lưu ý là khi mình đo lần đầu tiên á. Đây, đo lần đầu tiên thì cái tay mình đã biết còn như này. Và khi mình đo lần thứ hai thì nó không còn chính xác nữa ha. Đây. The temperature is normal. Nó chỉ tính lần đầu thôi mọi người. Và ở đây thì mình đang thiết lập cái mức báo động là 37.4 mọi người. Nghĩa là khi nó vượt qua 37.4 thì nó sẽ báo lên ha. Đây. Đây, và ở đây thì mình có một cái cốc nước nóng nha mọi người. Tay mình thì đã cầm cái cốc này nãy giờ ha. Đây, và cái tay mình cũng đã nóng theo nha mọi người. Rồi, mình tiến hành đo ha. Đây. 38.5 thì nó sẽ báo đèn đỏ lên nha mọi người. The temperature is high. Điều này thì sẽ giúp cho nhân viên y tế hoặc là những cái nhân viên ở ngoài sẽ phát hiện kịp thời và xử lý nha mọi người. The temperature is high. Này ha. The temperature is normal. Nhiệt độ trán của mình. Nếu như mọi người có nhu cầu trang bị dòng sản phẩm máy đo nhiệt độ tự động và kèm xịt khuẩn G9 Pro Duo này á, thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 51 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Khu vực miền Nam là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, số line là 0912245244 và 0974444497. Thì những cái sản phẩm này thì khách hàng bên mình chuyên đặt ở những cái vị trí như là trường học, bệnh viện hoặc là những cái nhà ga, sân bay mọi người, hoặc là cơ quan xí nghiệp của mình ha, hoặc là những cái tòa nhà chung cư và trang bị cho nhà ở của mình. Đây, và mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở trên trang web là điện toán.com và nhập.net hoặc là hai số line trên đây thì mình sẽ tư vấn và báo giá đầy đủ cho mọi người. Và ngoài ra thì bên mình còn cung cấp thêm dòng sản phẩm khác như là máy dò vàng, kim loại đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ hoặc là dòng chống cháy nổ mọi người. Thiết bị quang học như là ống nhòm ngày, ống nhòm đêm, kính hiển vi hoặc là kính hiển vi ha. Đây, thiết bị kỹ thuật số, đồ công nghệ cùng ảnh số, máy âm, camera hành trình, micro không dây có dây micro nghị, những dòng thiết bị đo lường các loại và camera dưới nước, camera đo sau nghiệp, những dòng sản phẩm máy đo nhiệt độ cầm tay hoặc là đo nhiệt độ tự động xịt khuẩn như này, hoặc là những dòng camera giám sát thân nhiệt tự động nha mọi người. Đây, thì mình xin kết thúc video tại đây và mọi nhớ like, đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video mình sẽ không có bỏ lỡ những cái sản phẩm hàng hot của anh mình ha. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.